Thưa quý vị, ngày hôm qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 tiến hành phiên họp đầu tiên cho ý kiến về việc thực hiện chỉ thị 48 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm quý 1 năm 2021. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh cấp ủy chính quyền các cấp đã nghiêm túc triển khai chỉ thị 48 của Ban Bí thư, nỗ lực cố gắng có nhiều biện pháp sáng kiến quan tâm chăm lo tổ chức Tết Tân Sửu 2021 cho nhân dân vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Về nhiệm vụ trọng tâm quý 1 năm 2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tạo mọi điều kiện, phương tiện, mọi biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19, không để ảnh hưởng tới cuộc sống người dân và phát triển kinh tế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, vừa cấp bách vừa lâu dài. Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhất trí cho rằng trong thời gian tới cần tập trung triển khai công tác học tập, phổ biến tuyên truyền tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp ngay từ đầu năm 2021. Cái việc mà cần thiết phải làm ngay, tất cả các cấp, các ngành đừng quá say sưa với thắng lợi, đừng có vui Tết rồi lại kéo dài thì không nên. Rồi bắt tay ngay vào công việc đi. Thì như trong này nói đấy, thì là các đồng chí sẽ nêu, nhưng mà nhất là cái triển khai thật tốt cái việc thực hiện các cái chủ trương mà đại hội đã đề ra. Từ cái việc tổ chức học tập thế nào, từng cơ quan, từng ngành, từng cấp, từng đơn vị phải xây dựng cái chương trình hành động của mình cho cả năm 2021 hay là trước mắt là quý 1 để có một cái dài hơi nhìn. Tất cả các ngành đều phải làm, các cấp đều phải làm từ trên xuống, chứ không phải chỉ là chính phủ hay là một số bộ ban ngành, từng địa phương phải làm, từng cơ quan phải làm, quán triệt học tập cái nghị quyết của đại hội hay là của trung ương hay là của địa phương, thì đều từ cái chỗ đó mà chúng ta phải ra một cái chương trình hành động cụ thể. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là triển khai thực hiện tốt chỉ thị của Bộ Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.